VinFast trở lại Paris Motor Show với chiến lược thuần điện. 4 năm sau ngày ra mắt thế giới tại Paris Motor Show 2018, VinFast sẽ trở lại ở một vị thế hoàn toàn mới, hãng xe thuần điện duy nhất đến từ Việt Nam, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của nhà xe VinFast. Lần đầu tiên, công chúng Pháp sẽ được chiêm ngưỡng và trải nghiệm các mẫu SUV điện cao cấp của VinFast với phân khúc chạy rộng từ B đến E. VinFast sẽ mang đến Paris Motor Show 2022 4 mẫu xe: VF6, VF7, VF8 và VF9. Đây cũng là lần đầu tiên VinFast chính thức giới thiệu các sản phẩm xe của mình đến thị trường Pháp, trong đó VF6 và VF7 lần lượt là các mẫu SUV hạng B và hạng C, được VinFast và Torino Design hợp tác thiết kế. VF8 và VF9 là hai mẫu SUV điện đầu tiên ra mắt thị trường toàn cầu, được chấp bút bởi Pinin Farina. Cả bốn mẫu xe đều đi cùng với chính sách bảo hành lên đến 10 năm, một trong những chính sách tốt nhất trên toàn cầu hiện tại. Bên cạnh các dòng ô tô điện cá nhân, chỉ trong 4 năm qua, VinFast đã kịp phát triển một hệ sinh thái sản phẩm xe điện đa dạng từ xe bus, ô tô đến xe máy điện cùng các giải pháp năng lượng sạch. Trong đó, giải sản phẩm ô tô điện của VinFast hiện có 5 mẫu xe chạy đủ các phân khúc từ A, B, C, D và E, tương ứng là VF5, VF6, VF7, VF8 và VF9. Chia sẻ về quyết định tham gia triển lãm, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch VinGroup, kiêm tổng giám đốc VinFast toàn cầu cho biết, Paris Motor Show 2018 là nơi đầu tiên khẳng định với thế giới Việt Nam đã làm chủ được công nghiệp ô tô và giờ đây VinFast tự hào trở lại Paris Motor Show 2022 với thông điệp Việt Nam không chỉ làm được ô tô mà còn tiến thẳng lên giai đoạn chỉ sản xuất các phương tiện giao thông xanh bền vững nhằm bảo vệ môi trường. Bốn mẫu xe điện VinFast mang tới triển lãm thuộc các phân khúc khác nhau kèm chính sách bán hàng đặc biệt sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng tạo điều kiện để xe điện dễ dàng đi vào đời sống Chúng tôi tin rằng sự trở lại của VinFast trong vị thế một hãng xe thuần điện chỉ sau một thời gian ngắn sẽ là câu chuyện truyền cảm hứng, góp phần cổ vũ cho cuộc cách mạng di chuyển điện hóa toàn cầu. Trước đó, lô xe VF8 đầu tiên đã được bàn giao đến khách hàng VinFast tại Việt Nam. Dự kiến 5.000 xe VF8 tiếp theo sẽ được bàn giao tới khách hàng tại các thị trường quốc tế vào cuối năm nay. Năm 2018, tại Paris Motor Show 2018, VinFast đã xuất hiện đầy ấn tượng với hai mẫu xe xăng concept là Lux A2.0 và Lux xa 2 0 đồng thời ghi tên Việt Nam lên bản đồ công nghiệp ô tô thế giới. Giá hàng VinFast luôn là tâm điểm thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng và truyền thông. Kết quả là hãng xe Việt đã được Auto best vinh danh là ngôi sao mới của thị trường ô tô quốc tế. Tại Paris Motor Show 2022, người tham dự có thể tham quan và trải nghiệm các mẫu xe điện VinFast tại gian hàng số 630, hội trường số 6, từ 10 giờ 40 phút ngày 17 tháng 10. Và một lần nữa, tôi thật sự rất tự hào về thương hiệu VinFast, một thương hiệu đến từ một đất nước nhỏ bé nhưng đã vươn tầm thế giới. Chúc cho VinFast ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa để chứng minh người Việt Nam chúng ta vẫn làm được khi người thế giới làm được.